Xin chào các bạn đã đến với trận đấu này và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định. Rất vui khi được đồng hành cùng với nhân vật bên cạnh tôi đây. Chào anh. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Vâng, đó đúng là một điều thực sự tuyệt vời. Và với sức nóng của sân, chắc là chỉ có các đội đến làm khách ở đây có thể hiểu rõ nhất khi họ phải đối đầu với một lượng cổ động viên lớn và ở rất gần với các cầu thủ. Với một lượng bổ sung rất nhiều những cầu thủ chất lượng, Paris Saint-Germain hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực mới. Và để làm được điều đó thì ngày hôm nay họ sẽ phải đánh bại Olympique Marseille. Nhiệt độ trên sân lúc này là 25 độ C và sức gió là 3 mét trên giây. Hakimi, Marquinhos, Vanadam, Marquinhos, Bernat. Chuyền bóng khá hay. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Chuyền vào trong. Mất bóng rồi. Bernat. Trước những trận cầu lớn, trọng tài luôn là tâm điểm chú ý. Và đúng là như vậy, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi của trọng tài đôi khi cũng phá hỏng một trận cầu hấp dẫn. Hakimi. Đường chuyền không tốt. Kunde. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường chuyền từ cánh và trung lộ. Kunde. Tình huống chuyền bóng vào trong. Lên đầu. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Gattuso. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Khoảng trống rất lớn ở cánh. Kylian Mbappe. Một nỗ lực tuyệt vời. Rất tốt. Cơ hội để phản công.
diễn ra rất hấp dẫn. Guendouzi. Đường trong khe. Dứt điểm đi. Vào rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Với như vậy là các cầu thủ Paris Saint-Germain đã có bàn thắng một lần dẫn trước. Thi đấu lấn lướt và hiệu quả. Có thể nói với bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Rất gọn gàng và chính xác. Mặc dù sở hữu khá nhiều những cầu thủ chất lượng nơi tuyến phòng ngự, nhưng họ vẫn để lộ những khe hở chết người. Tỷ số trận đấu là 1-0. Và có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Với việc sở hữu một huấn luyện viên rất kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và sử dụng con người rất sắc bén, thì cho tới lúc này đội khách đang giành được những kết quả rất khả quan ở những đấu trường mà họ tham dự. Cản phá rất quyết liệt. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chuyền vào. Khá tốt, tuy nhiên không thành công. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyển vào trong. Cặp trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Chuyển vào. Phòng ngự rất chắc chắn. Verratti. Có thể dứt điểm. Cơ hội. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Lionel Messi rất nỗ lực. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Rất gọn gàng và chính xác. Cho tới lúc này các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Trong tất cả các giải đấu ở châu Âu thì những cầu thủ chạy cánh của giải Ngoại hạng Anh thường là những cầu thủ có tốc độ và sức dướn rất tốt. Tiếp tục là một quả phạt góc. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Là cầu thủ có thể hình nhỏ con nhưng Lionel Messi. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Với việc được bổ sung rất nhiều những cầu thủ chất lượng, Paris Saint-Germain hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực mới. Và để làm được điều đó thì ngày hôm nay họ sẽ phải đánh bại Olympique Marseille. Hakimi. Vẫn tiếp tục đi bóng. Rất nỗ lực. Cơ hội. Thật đáng tiếc là anh ấy lại bỏ lỡ một cơ hội.
rằng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Tìm đồng đội để chuyền bóng. Phối hợp khá đơn giản. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Lionel Messi. Wijnaldum. Anh sẽ làm gì đây? Chuyển vào trong. Mbappe. Các cầu thủ đang tỏ ra rất kinh nghiệm. Pha phản công. Cần phải thi đấu tập biệt và tầm sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hakimi. Để mất bóng rồi. Đường chuyền rất cầu thả. Marquinhos. Wijnaldum. Guendouzi. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào. Pha dứt điểm không tốt. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Bernat. Một đường chuyền lên. Không được rồi. Một đường chuyền dài. Rất tốt. Không được, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chưa bóng vào trong. Verratti. Kimpembe. Marquinhos. Bernat. Kylian Mbappe. Không được. Kunde. Rất tốt. Verratti. Đường chuyền đã bị chặn lại. Đường chuyền về. Phản pháo rất quyết liệt. Lionel Messi. Có thể chuyền bóng. Bắt vào trong. Cơ hội đã trôi qua mất rồi. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản. Việc tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên là điều cần thiết cho các cầu thủ trên sân lúc này.
rất hay. Anh sẽ làm gì đây? Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Tình huống chuyền bóng vào trong. Hakimi. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Kylian Mbappe. Under. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.